không có nước lọc thì không pha được trà à em? Vâng ạ, đó là cái lời bình luận của một anh khách hàng hôm qua có bình luận trên kênh của em đang chia sẻ về cái nguồn nước để pha trà chuẩn, trà ngon. Thì em có chia sẻ là cái phần là nước để pha trà chuẩn nhất là nước đã qua xử lý máy lọc. Thế là anh đó bình luận như vậy. Thì hôm nay em sẽ giải đáp cái câu trả lời của anh đó. Là chúng ta dùng nước gì chúng ta pha trà cũng được mà, miễn sao chúng ta có nước sạch để ra đun sôi thì chúng ta cho vào chúng ta hãm trà, thế là ok đúng không ạ? Nhưng tại sao người ta thường nói là nhất thủy nhì trà tam pha tứ ấm là cái nguồn nước rất là quan trọng để có một ấm trà ngon? Đấy, hôm nay thì em sẽ thí nghiệm. Một là em sử dụng nước đã qua xử lý máy lọc đun sôi. Thứ hai là nước máy trực tiếp để em pha trà. Đó, em pha cùng một loại trà cho các bác nhá. Đây ạ, em pha cùng một loại trà. Chỗ này là tầm 5g trà. Tiếp theo hai nguồn nước, một là nước lọc, thứ hai là nước máy. Cùng lượng trà, cùng lượng nước, và em sẽ đợi trong khoảng 1 phút để chúng ta sẽ cảm nhận về màu sắc nước trước đã. Và thời gian đã đủ 1 phút và bây giờ em sẽ rót nước ra nhá. Em rót từng loại ra một. Em rót cái nước của cái loại trà mà pha với nước máy. Đây là nước lọc nhá. Cùng một loại trà nha các bác nhà mình nha. Đó, thì mọi người chúng ta có thể là nhìn qua để phân biệt được nhá. Đấy, thì cái nước mà nước máy trực tiếp bơm lên ấy thì cái màu nước nó sẽ bẩn đục hơn. Và chúng ta để khoảng 30 phút sau là cái màu nó càng đục nhiều. Và cái nước lọc ấy thì cái màu nước nó trong hơn. Nhiều khi là do cái cốc này nó rất là dày và nó có hấp hơi ấy, nên chúng ta nhìn không được rõ lắm. Nhưng mà thực tế ở bên ngoài thì hai màu nước nó có sự khác nhau. Đấy, cái màu nước lọc thì nó trong hơn rất là nhiều. Và chúng ta để cả một buổi từ sáng đến chiều, nước nó vẫn giữ nguyên như vậy, không hề thay đổi. Các bác mình chúng ta không tin, chúng ta có thể áp dụng thử nhá. Đấy, các bác sử dụng hai cái nguồn nước khác nhau và cùng một cái nhiệt độ là 85 độ và cùng một loại trà, các bác sẽ cảm thấy sự khác biệt. Đó, và cái nước lọc thì chúng ta uống sẽ thấy nó thơm hơn rất là nhiều. Và cái nước máy thì cái hương thơm nó giảm đi và cái vị trà nó cũng sẽ không ngon bằng dùng nước lọc để chúng ta pha trà. Vì vậy em muốn là các bác nhà mình chúng ta muốn có ấm trà ngon thì chúng ta hãy tuân thủ cho em là nước phải dùng nước lọc. Đó, và để nguội 85 độ chúng ta mới pha. Và hãm trong khoảng 1 phút đối với ai uống đậm, còn ai uống vừa 45 giây là đã được một cái ấm trà ngon rồi. Và xin chúc tất cả mọi người chúng ta có ấm trà ngon nha.